xúc động. Cầu trong sân. Em lại để dùng cái em gọi lại thấy máy anh bận. Mở em đang ở sân mà. Vâng, chúng ta đang theo dõi hiện tại điểm số đang là 3-2. Tiến Tuấn đang dẫn trước Đình Hoàng. Qua phòng thủ. Điểm số bây giờ là 3-3. Ai chạy sang kia bảo chúng ta lần lại điểm cái lần ngược cái kia. Cầu ngoài. Không đi lên trên cái chỗ ấy kìa, bảo ra bảo cái Khánh đi vào chứ. Đi sang đi tranh thủ 11 điểm nó nghỉ. Thư. Chúng ta ai muốn theo dõi trận thi đấu nội dung đơn nữ thì có thể chuyển qua Facebook của Nguyễn Thị Ngọc Mai. Hiện tại điểm số đang là 13-11 nghiêng về Tiến Tuấn. Một pha đánh cầu lỗi của Tiến Tuấn điểm cho Đình Hoàng 12-13. Pha đánh cầu ngoài của Tiến Tuấn. Pha đánh cầu ngoài đáng. Cầu ngoài, pha. Chung kết đôi nam là trận thi đấu giữa hai cặp vận động viên Đình Hoàng, Đình Mạnh của Lâm Đồng và Chí Đức, Tuấn Anh của Hà Nội. Điểm số là 5-4. Cầu trong sân. Tiến Tuấn có độ tinh quái. Cầu ngoài. Oh,
pha phòng thủ rất tốt của Đình Hoàng. Cầu trong sân. Cầu ngoài. Sân bên cạnh thì Anh Thư đang dẫn trước Ngọc Mai với điểm số là 11-5. Rất hay, một pha đánh lừa được Tiến Tuấn. Một pha đánh cầu rất tốt của Đình Hoàng. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất thì Đình Hoàng vượt qua Tiến Tuấn với điểm số là 21-17. Một sân rồi sẽ là nội dung đôi lữ giữa hai cặp vận động viên. Đúng rồi, Anh Thư thì ở nội dung đơn nữ chắc chắn sẽ vô địch rồi. Ta tìm đến Facebook Nguyễn Thị Hồng Mai. Sorry là Phạm Thị Hồng Mai. Xin lỗi chị Nguyễn Thị Hồng Mai mà không tìm thấy Facebook của đúng không? Đồng chí vào giúp là Thị Ngọc Mai Phạm, chị đang live stream trên đó. Cái một Đình Hoàng thắng Tiến Tuấn 21-17. Trực tiếp trên trang luôn nhé, mọi người có thể theo dõi trận đơn nữ trên đó. Vâng, trận thi đấu rồi, mọi người hãy tập trung hết về Facebook của tôi để có thể theo dõi các trận chung kết khác nhé. Anh Tây Gia Đen ơi, anh đừng gọi Messenger nhé, anh gọi Messenger là khỏi phải xem ấy. Pha đánh cầu lỗi của Đình Hoàng, điểm cho Tiến Tuấn 15-10. Một pha đập cầu tốt của Nguyễn Tiến Tuấn.
của Thị Ngọc Mai Phạm. Đang đôi nữ. Trận đó đang lai trên của Ngọc Mai rồi. Cầu ngoài. Điểm cho Đình Hoàng 5-9. Cầu ngoài, pha đánh cầu lỗ của Tiên Tượng. Đôi của Thành phố Hồ Chí Minh là 16-13. Không phải, xin lỗi, bây giờ là 16 đều, không phải 16-13 mà 16 đều. Điểm số bây giờ là 7-10, Tiến Tuấn đang dẫn 17. Cho Tiến Tuấn. Và trận đấu đơn nam tiếp tục diễn ra, hiện tại điểm số đang là 11-7 nghiêng về Tiến Tuấn. Đôi nữ thì Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn trước 20-19. Đội nữ Bắc Giang đang đánh với Hương ơi, em đang phát trên Facebook Thị Ngọc Mai. Rồi xem luôn nhanh Hương nhé. Áo tím là Hồng Nam nhé. Anh Thao ơi, Hồng Nam mặc áo tím. Áo màu hồng. Cầu ngoài. Pha đập cầu tốt của Đình Hoàng. Của Đình Hoàng, điểm cho Tiến Tuấn 14-11. Cầu trong sân, trọng tài chính xác. Của Đình Hoàng. Và đánh cầu hỏng của Tiến Tuấn, điểm 14 đều. Trọng cầu động viên cần phải rất tập trung. Cầu ngoài. Và cầu tốt của Đình Hoàng. Rất hay. Điểm cho Tiến Tuấn 15-17. Dứt điểm rất tốt của Tiến Tuấn. Một pha đập cầu rất tốt của Tiến Tuấn. Một pha đập cầu chính diện vào Đình Hoàng. Và điểm giữa Tiến Tuấn 17 đều. Một pha hất cầu không qua lưới của Tiến Tuấn. Đổi giao cầu cho Đình Hoàng 18-17.
pha đập cầu tốt của Tiến Tuấn. Một pha đập cầu dọc biên cuối sân của Tiến Tuấn. Điểm cho Tiến Tuấn 18 đều. Cầu trong sân. Trước thi đấu đôi thì Bắc Giang đã san bằng. Điểm số bây giờ là 1 đều. Tỷ số trận đấu là 1 đều và chúng ta sẽ chờ trong ít phút để theo dõi trận đấu thứ 3 của nội dung đôi nữ. Vâng, điểm số trận đơn nam bây giờ là 19 đều. Cầu ngoài. Rất đáng tiếc cho Đình Hoàng. Điểm cho Tiến Tuấn 20-19. Liệu Tiến Tuấn hay Đình Hoàng, Tiến Tuấn chạm cúp hay Đình Hoàng sẽ san bằng khoảng cách đây. Vâng, xin chúc mừng Tiến Tuấn. Trước huy chương vàng đầu tiên của Tiến Tuấn ở nội dung đơn nam. Một trận đấu rất hay. Một trận đấu kéo dài 1 giờ 10 phút.